chân thật là phúc lành cao thượng, hiếu thuận bậc sinh thảnh dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Dạ, mô Phật. Ê, kính chào. Chú thấy Nguyên Như, Nguyên Trang đến rồi. Bây giờ mời quý vị học kinh, đọc kinh gì đó. Kinh Vi Diệu Pháp gì đó. Mời Nguyên Trang, Nguyên Như nha. Quý vị đọc kinh đi rồi Pháp Sư đến thì quý vị thỉnh Pháp Sư luôn ha. Nguyên Trang đâu, giơ tay coi. Rồi, cảm ơn nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin kính hiểu. Dạ con kính cảm ơn Sư Thanh Tâm. Nguyên Như ơi, Nguyên Như có trước máy không? Dạ cảm ơn đạo hữu. Không biết là tên này là Lý Đoàn hay Nhân Thư Nhỏ. Ok rồi, nghe đỡ chưa, nghe tốt hơn chưa ạ? Dạ Nguyên Trang đã mở âm thanh lên thêm nữa rồi đó. Dạ không biết. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ Nguyên Như có trước máy không ạ? Nguyên Như có trước máy không, cho Nguyên Trang xin tín hiệu. Gia thú. Nguyên Như bây giờ Nguyên Như muốn như thế nào? Mình muốn ôn bài hả? Ôn bài, nhưng mà để Nguyên Trang qua đây cho nó yên. Vậy ở ôn đi. Dạ. Dạ con nghe. Trước hết dạ con kính mời. Thôi con bây giờ ôn bài. Vậy Nguyên Như phải post bài ha. Post bài. Vậy thôi bây giờ con đọc trước ạ. Sau đó con kính thỉnh. Thôi con kính thỉnh Sư Thanh Tâm nha. Dạ con kính thỉnh Sư. Sư đọc trước trong room đi Sư. Dạ Sư mở màn trong room đi nha Sư. Rồi sau đó kính mời đạo tràng ạ. Yeah, mời quý vị lấy kinh ra ha. Yeah, sư đọc quý vị dò theo nha. Vi diệu pháp, chi pháp, tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ.
Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân được chia làm ba: tâm kháng thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Rồi, sẽ đọc xong rồi ạ. Bây giờ mời vị kế tiếp nha. Quý vị thấy bài trên màn hình đó, quý vị giơ tay lên đọc. Rồi, mời Nguyễn Trang. Dạ, sa thú con kính chư ân sư ạ. Dạ, con một lần nữa con kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm và kính chào đạo tràng. Dạ, không biết Hà ơi, Hà có cầm mic đọc không được Hà, đọc được không Hà? Dạ, kính xin mời. Dạ, ở trong đây bây giờ room mình chưa có ai đông đó, thì Nguyên Trang kính mời nha. Đạo hữu không biết tên là Luyến Đoàn hả? Hay là không biết đọc có đúng không tên không ạ? Dạ, kính mời mình... rồi đạo hữu Kim Tuyết nữa nè, mình có bản Nguyên Như có post trên màn hình á, và mình có thể nhìn trên màn hình và đọc. Dạ, thôi trong khi chờ đợi mọi người ha, khỏi làm mất thời gian. Dạ, Nguyên Trang xin đọc ạ. Dạ, không sao, rồi cho đại Nguyên Trang xin đọc ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đê, pháp chân đê. Pháp chân đê được chia làm hai: chân đê vô vi, chân đê hữu vi. Chân đê hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đao đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phân dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thức thọ xả quả bất thiện vô nhân.
Tâm thiệt thức thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quá bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm tam. Tâm nhãn thức thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quá thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm ghi tác tâm tâm quan sát thọ xa quá thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quá thiện vô nhân. Tâm duy tác được chia làm ba. Tâm khang ngũ môn thọ xá. Tâm khang y môn thọ xá. Tâm ứng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ, con xin con đã đọc xong ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, nguyên như con xin kính đọc bài ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tụng đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp, danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bân thiện. Tâm bân thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tam, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xá hợp hoài nghi. Tâm si thọ xá hợp phong vật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xa quá bất thiện. Tâm tỷ thức thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xa quá bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quá bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xá quá bất thiện vô nhân. Tâm quan sang thọ xá quá bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tam. Tâm nhãn thân thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quá thiện vô nhân. Tâm tiếp thu thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xá quá thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quá thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba. Tâm khang ngũ môn thọ xá. Tâm khang y môn thọ xá. Tâm ưng cung vị tiêu thọ hỷ. Dạ, em xin chào chị Nhung vừa mới vào đạo tràng. Dạ, em đã thấy được chị post bài từ câu 1 tới câu 9 rồi ạ. Sa thú. Dạ. À, được công rồi đó chị Nhung. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin mời đạo tràng. À, em không biết chị Nhung có thể cầm mic đọc tiếp được không ạ? À? Em xin mời chị ạ. Dạ, xin chào các anh chị em trong đạo tràng. À, mình xin đọc bài.
Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, vô vi chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sinh được chia làm hai, tâm sinh thọ ưu hợp phân vô trợ. Tâm sinh thọ ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xá hợp hoài nghi. Tâm si thọ xá hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám. Tâm nhãn thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xá quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba. Tâm khan ngũ môn thọ xá. Tâm khan y môn thọ xá. Tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ. Con xin đảnh lễ sư pháp tín. Dạ. Xin chào quý đạo hữu ở trong room. Dạ. Xin cảm ơn đã nghe. Xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con một lần nữa xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lễ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Brahmacha loka thi bati saham bati katanjali anthi warang ayacha tha
Santi tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nha dành cha ca giang su tan cha ban thang phi tham ma chăm mang a cô ta dành tổ cha tu san cha đành đăng bắp bồ tha nây dê ba rì sa và mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vương lộc giả ngài dời chơn sang thuyên pham độ can hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pham từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đam mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khâm chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô bức thà giá, nắc mô thăm mà giá, nắc mô sang khá giá. Dạ con xin thắc đạo tràng, kính thỉnh sư pháp tính đăng đàn để giảng cho chúng ta bài của ngày hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong lớp học. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Hôm nay thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục học về phần vô minh. Kỳ trước chúng ta đã học về vô minh trong khổ đế, hôm nay thì chúng ta học về vô minh trong tập đế, có nghĩa là bất tri trong tập đế. Vậy thì trước khi đi vào thời gian, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Hôm nay nét chắc có lẽ rõ và tốt, cũng chúc mừng lớp học của chúng ta vô minh trong tập đế. Hay là dùng cái cụm từ nó đẹp đẹp tí xíu là bất tri trong tập đế. Bất tri trong tập đế. Tại vì khi mà chúng ta học về cái chữ vô minh, cái mắt xích vô minh này đó, thì nó có nhiều cái chi phần. Bất tri trong khổ đế, bất tri trong tập đế, bất tri trong diệt đế. Rồi bất tri trong đạo lộ đưa đến diệt đế, bất tri trong quẩn xứ nhớ quá khứ vân vân, chúng ta phải học mỗi phần như vậy, rồi chúng ta mới qua cái mắt xích khác vô minh cho hành, chúng ta mới học tiếp về hành. Đó, thành ra chúng tôi chỉ có thể giảng từ từ như vậy thôi. Bây giờ để bắt đầu vào bài giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangham namami lokassana thang varamuttama hang buddhang chát dhammang chát bannamami sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp Chư Tăng. Phần phước tăng do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thưa quý vị,
khi mà nói đến tập đế, có nghĩa là nói đến cái tham ái, thì thật sự ra cái danh từ thì chúng ta nghe rất là gọn, rất là ngắn, nhưng mà khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy một đống. Khi mà chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy một đống đối với cái chữ tham ái này. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là mọi người không biết làm sao mà nói mình tham ái, trong khi tôi vẫn sống, tôi vẫn làm việc thiện, tôi vẫn làm công việc. Nếu mà nói theo cũng như là cái nghề nghiệp nó không có tổn hại tới ai, cái nghề của tôi không phải là sát sanh, cái nghề của tôi không phải là trộm cắp, cuộc sống của chúng tôi không phải là lừa lọc, lừa đảo. Nhưng mà tại sao mà đụng đến ở trong kinh thì cứ nói rằng là tham ái hoặc là vô minh. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó là nó âm ỉ, vì đối với cái sự mà tham ái, đối với cái sự mà mình mong muốn có, mình có đời sống này rồi thì mình thỏa thích với cái đời sống này, hoặc là mình mong muốn nhín mắt với một cái đời sống nào khác nữa đó. Thành ra đó, những cái điều đó được gom gọn vào là một cái danh từ là tham ái. Dạ, quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra bây giờ mình nói, thí dụ như là mình thấy rằng đối với khổ đế đó, khổ đế là cái gì? Là những cái khổ của cái cuộc đời này, từ cái sanh, cái già, cái đau, cái chết, đến những cái hình thức khác mà mình phải chịu đựng, thì những cái điều đó nó bắt nguồn từ đâu quý vị? Không có ai ban, ai dán, hoặc là không có ai mà nặng ra cái hình hài này hết. Chỉ do cái tham ái nó làm nhân, tham ái nó làm nhân, thành ra nó mới cho chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này đó. Thì những cái quý vị thấy rằng tất cả mình được học ở trong kinh điển, hoặc là mình có một cái niềm tin đó, thì từ những cái vị mà chư thiên, hoặc là phạm thiên, hoặc là những chúng sanh trong cõi người của chúng ta, mà nếu mà tính là phạm, thiên nhân mà còn phạm, thì hoặc là đối với những cái bậc mà có thiện tri thức cũng vậy, cũng từ cái gì mà nó hình thành nên quý vị, cũng từ cái hệ thống của tham ái, từ cái hệ thống của tham ái nó hình thành nên cái cuộc đời của chúng ta. Vậy thì nếu mà nói về cái chi pháp, cái chi pháp của tập đế là ái tham, mà nếu mà chúng ta phân tích ra đó, đối với ái này nó có tới mấy loại? Nó có tới ba loại: dục ái, ca má tanh ha, mong muốn hưởng thụ các dục lạc; hữu ái, phá quá tanh ha, khao khát cái sự hiện hữu vĩnh hằng; và thứ ba nữa là phi hữu ái, quy phá quá tanh ha, khát khao là cái sự hiện hữu, hoặc là tin rằng không còn gì sau khi chết. Cái phi hữu ái này nó cũng là một cái rất là nguy hiểm. Thành ra ba cái loại ái này là sự thật về cái nguồn gốc của cái gì, của khổ đế, cái nguồn gốc, cái nhân mà sanh ra khổ đế. Thành ra đó, chúng ta gọi nó là tập đế, gọi nó là tập đế. Vậy thì bây giờ chúng tôi có giảng rộng hay là giảng ngắn gì đó, thì quý vị cũng phải nhớ thứ nhất
là đối với mà khi mà nhắc đến tham ái, mà trong tham ái mà trong tập đế này đó, là thì chúng ta phải nhớ rằng là có ba loại ái. Thứ nhất là dục ái kama tanha, là dục ái kama tanha. Thứ hai là hữu ái phá quá tanha, mong muốn là cái sự hưởng thụ là các dục lạc. Rồi thứ ba là phi hữu ái vi phá quá tanha, đó sự khát khao, là sự khát khao không hiểu, hoặc là người ta tin rằng sau cái chết nó không có còn gì nữa. Đó thì đây là ba cái loại ái kama tanha. Bởi vì ngày hôm nay có thể là chúng ta học về kama tanha trước. Kama tanha đó có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là mong muốn hưởng thụ những cái dục lạc. Mình phải mà mình, tại sao mà mình có cái sự tái sanh? Do mình cũng mong muốn là mình có mặt ở trong cái cõi đó, hoặc là ở trong cái một cái đời sống nào đó. Rồi lúc đó mình có mặt rồi á, thì sao quý vị? Chúng ta sẽ mong muốn để mà được hưởng thụ, mong muốn để được hưởng thụ. Thì cũng như ở trong cái cuộc đời này, mình đang làm rất là nhiều cái tham ái đối với các cảnh. Nhưng mà ở trong cái tư tưởng của chúng ta đó, là chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phấn đấu để sống, mình phấn đấu để sống. Lúc nào mình cũng luôn luôn mình có cái tư tưởng mình phấn đấu để sống. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với cái lời dạy của Đức Bổn Sư, quý vị thấy rằng tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp đều là khổ, tất cả các pháp nó là đều là vô ngã. Thành ra mình thấy rằng, bởi vậy nói về cái đời sống tu tập là giống như là chúng ta lội ngược cái dòng nước. Lội ngược cái dòng nước có nghĩa là chúng ta phải buông, chúng ta tu tập, chúng ta phải buông, chúng ta phải nhả ra từ từ. Còn đối với thế gian thì không, thì thế gian thì luôn luôn phải đặt ra cho mình một cái gì đó, đặt ra cho mình một cái gì đó để mà mình phấn đấu. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng mình có phấn đấu xuống thì bây giờ, thí dụ như là bây giờ mình có cố gắng mình đầu tư hoặc là mình phấn đấu như quý vị, thì 20 năm nữa, 30 năm nữa mình cũng dẫn đến cái gì? Mình cũng dẫn đến cái sự già, rồi cái sự bệnh, rồi cái sự nó ra đi. Đó là những cái điều căn bản. Còn chưa nói đến là mình phải gần những người, những người mình không ưa, rồi mình phải xa những người mình thương. Thì những cái điều đó thì có người có người không, thành ra mình không nói đến. Giờ mình chỉ nói đến cái chung đi, mình nói đến cái chung đi, là mình có phấn đấu thêm 20 năm nữa, 30 năm nữa, thì cái sự già, sự bệnh, sự chết nó cũng đến mình. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà mình gọi là mình phấn đấu đó, là có nghĩa là mình đầu tư cho ái, mình đầu tư cho ái. Vì thì trong cái đó, đó thì có người thì đã đầu tư bằng cách làm thiện, do làm thiện có nghĩa là ví dụ như sao quý vị, ví dụ như bây giờ mình có cái mình sống bằng thiện pháp, mình sống bằng thiện pháp đối với cái nghề nghiệp của mình, mình đi làm, mình vẫn làm những cái nghề nghiệp mà không có vi phạm vào đạo đức, cái ngành nghề mình đàng hoàng, cái ngành nghề mình ví dụ như là mình mua bán một cách đàng hoàng, hoặc là mình làm việc ở công sở một cách đàng hoàng đó. Nhưng mà rồi lúc đó cái tâm của mình như thế nào quý vị? Cái tâm mình nó mong muốn, mong muốn rằng mình có một cái đời sống nó được an lành, nó được tốt đẹp, thì mình mới đi làm, phải không quý vị? Quý vị biết rằng đó là mình làm thiện đó, mình làm thiện. Nhưng mà cuối cùng có chấm dứt tái sanh không? Cũng không có. Cũng như chúng tôi nhắc đến đây, chúng tôi nhớ một cái câu chuyện của Bồ Tát mình ở trong kiếp quá khứ. Bồ Tát của mình ở trong kiếp quá khứ, quý vị biết rằng có một cái tiền kiếp.
là Bồ Tát sanh ở trong một cái gia đình, một cái gia đình cũng cái cuộc sống cũng bình thường thôi, có nghĩa là không có cao sang quá mà cũng không có khổ quá. Thì lúc đó, đó Bồ Tát của chúng ta đó, do có cái sự mà cũng như là có cái sự mà tu tập về thiền, tu tập về thiền, thành ra đó nhìn thấy những cái thú vui của những cái vị vua, thấy được cái thú vui của những cái vị vua, có nghĩa là thấy được cái sự mà đức vua ngồi ở đó, rồi những cung phi mỹ nữ người ta múa hát, rồi bên phía này phía kia dân rượu đồ này kia, đó cũng toàn là mỹ nữ, toàn là những giai nhân mà kiệt sức người ta phục vụ xung quanh đức vua. Thành ra đó, lúc đó Bồ Tát của chúng ta đó, khởi lên cái tâm mà cũng như là ganh tị, cái tâm mà ganh tị. Thành ra Bồ Tát lúc đó, đó mới là quyết tâm cố gắng để mà thực hiện những cái thiện pháp như là thí dụ như là bố thí hay là trì giới vân vân. Nhưng mà lúc đó ở trong tâm nguyện của Bồ Tát của chúng ta đó, là muốn mình tạo những cái thiện pháp này nè để chi, để mình được sanh làm một cái vị vua giống như vậy. Được sanh làm giống một cái vị vua mà được hưởng thụ các dục lạc giống như là mình đã thấy. Thành ra do cái việc làm đó và với cái tâm tư mong muốn cái đời sống đế vương, thành ra quý vị biết rằng sau khi mà Đức Bồ Tát mình mạng chung, Đức Bồ Tát mình mạng chung, thì quý vị biết lúc đó Bồ Tát của mình tái sanh đi đâu, quý vị biết không? Tái sanh về cõi rồng, sanh về cõi rồng làm chúa rồng Na Gát, làm chúa của loài rồng. Thành ra đó, lúc đó Bồ Tát của mình thấy mình đang ngồi ở trên cái ngai vàng, mà cái ngai vàng mà với cái hình tướng của mình là con rồng. Thành ra đó, lúc đó đó Bồ Tát mình mới có cái sự khởi lên cái tâm đau đớn. Thay vì là những cái thiện pháp mà bố thí trì giới đó đó của mình, nếu mà mình biết chú nguyện thì có thể có tệ lắm là cũng sanh về cái cõi tứ đại thiên vương. Mà do mình ham thích những dục lạc này nên mà mình sanh về cái cõi rồng. Mình phải mang cái thân mà mình mẩy đầy đẩy những cái vải, những cái râu ria, những cái hình dáng của con rồng. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó Bồ Tát mình có một cái điều mà có một cái điều mà cũng như là rất là kinh tởm, kinh tởm về cái kiếp rồng này. Thử quý vị nghĩ đi, bây giờ mà cái sự bố thí trì giới hay là cái sự mà làm thiện pháp được của mình, bây giờ mà mình thấy mình nhắm mắt lại cái rồi cái đầu là mình ra đi, có nghĩa là mình chết đó quý vị. Rồi giờ mình sanh lên làm một con rồng chúa đi, tuy là rồng chúa nhưng mà quý vị thấy rằng mình có được thông dong tự tại không? Mình lăn lê bò lết, thành ra mình nhìn cái cảnh đó, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát là do cái ba la mật của một cái vị mà đang tiến đến chánh đẳng chánh, thành ra mới có những cái suy nghĩ đó, có những cái suy nghĩ đó. Quý vị biết đối với nghiệp lực nó cho thoáng qua rồi lại dính mắc vào trần cảnh nữa, nó cứ nhọc nhằn vậy đó. Có nghĩa là mình có cái sự mà mình buồn chán quý vị, buồn chán, nhưng mà qua cái giai đoạn buồn chán đó rồi á thì mình gặp cảnh khác là mình sanh lên cái sự ham thích liền. Thì cũng như cái trường hợp của Bồ Tát, quý vị thấy rằng Bồ Tát á, lúc đó nghĩ rằng cái công đức mà mình làm, mình bố thí, mình trì giới, nếu mà mình biết mình có cái tâm mà mình có cái sự ao ước á, thì có thể về cái cõi trời á, mình mà sanh thấp lắm á, là cũng cõi trời tứ đại thiên vương, mà bây giờ sanh làm chúa rồng mà phải mang lông đội sừng như vậy đó. Thành ra lúc đó Bồ Tát nghĩ rằng giống như là muốn
muốn lắc cái đầu vô cái một cái tảng đá để cho mà bể đầu mà chết. Thì lúc đó Bồ Tát mình suy nghĩ vậy thôi, thì lúc bấy giờ đó mấy cái long nữ đó, là rồng cái là mà và cái lúc nào mà máy bay nó bay quá chúng tôi im lặng rồi ha. Mà trong lớp học của mình không biết quý vị có nghe không, sao chúng tôi cũng thấy im lặng quá đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó Bồ Tát của mình đang trong một cái tư tưởng mà rất là buồn, rất là buồn. Thì mấy con rồng cái có nghĩa là trong kinh gọi là long nữ, tại chúng tôi đọc ở trong những cái bản kinh lâu rồi, chúng tôi hiểu theo cái điều đó. Rồi những cái danh từ mà nó qua Mỹ, ví dụ như long nữ đó, mình không có nhớ. Mình nhớ con rồng cái không quý vị? Rồng cái mình cứ nhớ đực với cái, trai với gái, nam với nữ. Thành ra mà ở trong kinh mà chúng tôi đọc, chúng tôi nhớ lúc đó là người ta dùng cái chữ là long nữ rất là, nói chung là ví dụ như là chúng tôi đọc những bản kinh mà được dịch từ tiếng Anh, mà tiếng Miến qua tiếng Anh rồi sang tiếng Việt, quý vị có những cái câu ví dụ như là hồi xưa ở bên Miến Điện á, khi mà những cái hoàng thân quốc thích hoặc là những cái giai cấp mà có danh tiếng á, mà có người chết á, là người ta nói là về chầu tiên đế. Thì quý vị biết rằng cái tâm tư của chúng tôi á, do nó bận công việc nhiều, thành ra nó hiểu gọn là cái chữ chết còn nguyên cái câu văn đó thì có lúc nó nhớ có lúc nó không, thành ra quý vị cũng thông cảm thông cảm cho chúng tôi đó. Thì quý vị biết rằng á, lúc đó các vị long nữ này nè mới thấy cái vị mà tân chúa rồng, mà có nghĩa là cái vị chúa rồng mới vừa sanh lên đó. Thành ra các vị long nữ coi như là mừng quá mừng quá. Thì rồng với rồng người ta mới nhìn cái nét đẹp, nét đẹp của một cái vị vương chủ của mình á, sanh lên ở trong cái cung rồng của mình, chứ mình nhìn đâu biết rồng nào đẹp hơn rồng nào quý vị. Thì có những vị long nữ này nhìn mới thấy, mà mới thấy đẹp. Thành ra các vị long nữ này trong kinh nói là các vị long nữ này quá hiện, là quá hiện thành những người phụ nữ rất là đẹp quý vị, những người phụ nữ rất là đẹp, rồi uốn lượn múa trước mặt cái vị chúa rồng mà mới vừa tái sanh lên cái cõi rồng của mình. Thì lúc đó Bồ Tát của mình quý vị biết không, là coi như là cũng coi như là mê đắm liền nhìn những cái hình ảnh đó. Quý vị thấy rằng nói chứ quý vị thấy rằng ở trong kinh người ta nói cho cái gì những cái thuộc về mà bất thiện cho cái gì mà cao thượng nhất, quý vị, cho người phụ nữ đến cái người nam, cho cái giống cái đến cái giống đực, cho cái giống đực đến cái giống cái đó là mà những cái cho mà nó cũng như là có giá trị nhất ở trong thế gian. Thành ra lúc đó Bồ Tát mình đang buồn, mấy vị long nữ quá hiện thành là những mỹ nữ múa lượn ngay đó, rồi Bồ Tát mình cũng quá hiện lại thành vua rồng, quá hiện thành đức vua nha quý vị, đức vua chứ không phải là lúc này không phải là mang cái thân rồng nữa đó, quá hiện thành một cái vị vua để mà cùng ngồi xem múa hát đó, rồi cũng thưởng thức những cái rượu, những cái thức ăn của những cái chúng sanh ở trong cái cõi đó. Đó thì cái câu chuyện này một thời gian có nghĩa là Bồ Tát của chúng ta cũng hưởng những cái dục lạc đó một thời gian, nhưng mà do cái ba la mật của một cái vị mà đang tiến tới chánh đẳng chánh giác, thành ra đó Bồ Tát của chúng ta thức tỉnh lại. Ở trong chú giải cái bài kinh đó có nói rằng nếu mà đối với chúng ta đó thì coi như là suốt kiếp luôn, có nghĩa là mình hưởng thụ sẽ hết cái kiếp rồng đó luôn đó. Nhưng mà do Bồ Tát mình là một cái vị mà có ba la mật của chánh đẳng chánh giác đó, thành ra nhờ cái ba la mật đó nhắc nhở Bồ Tát của chúng ta ngưng lại, không có hưởng thụ những cái dục lạc đó nữa mà ngưng lại. Thì lúc đó cái vị chúa rồng này đã ngưng lại và tiếp tục
nguyện giữ giới, bát quan trai giới, rồi tu tập. Tu tập như vậy thì sau khi mạng chung thì sanh lại cõi trời, sanh lại cõi trời. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để mà chúng tôi nói lại về cái sự mà đầu tư của chúng sanh. Có nghĩa là mình có mặt ở trong cái cuộc đời này, những gì mà mình có mặt ở trong cái cuộc đời này, có nghĩa là mình có đẹp hay là có xấu, có sanh ở cõi nào, hoặc là có người giai cấp chủng tộc như thế nào, thì quý vị thấy rằng là cái thành quả của tham ái, cái thành quả của tập đế, nói chính xác là cái thành quả của tập đế đi đó. Rồi bây giờ chúng ta đang uống lưỡng lượng như thế nào, có nghĩa là chúng ta đang có cái sự đầu tư như thế nào. Dù cho chúng ta làm thiện nhưng mà trong đó nó vẫn có một cái sự ao ước, mà một cái sự khát khao, đó là cái ái, đó là cái ái. Bây giờ mình ao ước mình sanh cõi trời hoặc là đời sau. Ví dụ như đối với chúng tôi nè, đối với chúng tôi thật sự ra quý vị, khi mà chúng tôi tạo một cái phước gì cũng vậy, tạo một cái phước gì cũng vậy, chúng tôi cũng có một cái tâm tư, nếu mà mình trong cái dòng sanh tử luân hồi này, chắc chắn là mình không thể nào mà mình chứng đắc được ngay trong những cái kiếp gần này. Thành ra chúng tôi cũng nguyện những cái đời sống sau mà sanh lại mà làm người thì cũng phải được xuất gia. Mà khi mà xuất gia đó là phải có học vị đàng hoàng, phải đủ quyền lực ở trong tay. Hãy mà muốn mở trường thiền là mở trường thiền, muốn mở trường học mà trung tâm pháp học mà là mở được trung tâm pháp học đó. Thì trong khi mà mình hành pháp mà mình chưa có đạt được cái pháp thành thì những cái lúc mà mình làm những cái công đức nào đó, mình hãy mà mình muốn mình mở được cái đó hoặc là mình làm được cái đó thì xin đừng cho một chúng sanh nào ngăn cản được chúng tôi. Thật sự ra quý vị biết ngày hôm qua đó làm 49 ngày cho Hòa Thượng Ân Sư chúng tôi là Đức Trưởng Lão Hai Giác Chánh. Thì do cái mùa dịch này chúng tôi không có dám đăng Facebook hoặc là không có dám làm cái gì hết. Hãy mà những người nào người ta nhớ cái ngày đó, ngoài những cái vị ở trong tông môn thì các ngài đã sắp xếp, các ngài đã biết rồi. Còn đối với những vị sư hoặc là những người Phật tử, người ta nhớ cái ngày đó, người ta về người ta dùng một cái buổi cơm chung ở trong đó. Nhưng mà hôm qua thì cũng về cũng rất là đầy đủ, cũng 40 mấy vị sư. Rồi chúng tôi cũng chuẩn bị bông hoa, nhang đèn một cách tươm tất. Nếu mà do cái dịch bệnh mà mấy vị sư mà không về được thì chúng tôi cũng tập trung những người trong chùa lên để mà lễ bái tam bảo, rồi sau đó hành thiền, rồi sau khi hành thiền rồi xuống dùng cơm. Dùng cơm xong rồi chúng tôi cũng có cái sự mà kêu gọi mọi người sẽ dâng cái phước ngày hôm nay đến Đức Hòa Thượng Ân Sư Trưởng Lão Giác Chánh thôi đó. Thì quý vị biết rằng chúng tôi làm như vậy xong hết rồi đó, chiều đến chiều mà cái giờ mà sau khi mà tụng kinh hành thiền buổi chiều xong, chúng tôi cũng chú nguyện cái phước đó. Tất cả cái phước nào mà hồi trước đến giờ chúng con đã làm được cũng xin, nhất là cái phước ngày hôm nay, từ cái chuyện mà cắm hoa cúng Phật, những cái bông hoa cúng Phật, những cái chuyện nhỏ nhất đó chúng con cũng nguyện hồi hướng phước này đến Đức Hòa Thượng. Còn riêng bản thân của chúng tôi thì chúng tôi chú nguyện tất cả cái phước này, tất cả cái phước lành mà chúng tôi tạo ra được, nếu mà trong những đời sống sau này mà chúng tôi được sanh lại làm người, xin cho cái phước báo này nâng đỡ chúng tôi được xuất gia sớm. Mà sau khi xuất gia rồi đó, học phải có học vị đàng hoàng. Chúng tôi không phải là ham cái bằng cấp quý vị, chúng tôi không phải là ham cái bằng cấp. Nhưng mà quý vị biết rằng mình không có học vị đó, mình không có học vị đó là mình không có cái quyền lực đó. Mình không có làm cái gì được hết, nhất là sống ở trong
một cái đời sống hiện giờ, mà mình không có làm được một cái gì hết. Bây giờ quý vị thấy thật sự ra có nhiều người, người ta do người ta có một mỗi người tưởng riêng. Ví dụ như chúng tôi thật sự ra mà chúng tôi sống ở trong một cái chùa nào đó, chúng tôi xin xây một cái phòng. Ví dụ như giờ bây giờ nói thật sự ra, bây giờ ở một cái chùa nào cũng vậy, chúng tôi xin xây một cái phòng mà chúng tôi ở đó chúng tôi tu, thì chùa có cần, ví dụ như là chiều lên tụng kinh hành thiền, khuya lên tụng kinh hành thiền, thì chúng tôi sẽ ủng hộ cái chùa đó, chúng tôi sẽ ủng hộ, chúng tôi làm cái công việc chùa đó. Rồi sau cái giờ đó thì chúng tôi nằm ở trong phòng, chúng tôi đọc sách hoặc là chúng tôi nằm ngủ không cũng được. Thì nhưng có nghĩa là mình xin một cái chùa nào đó mình đi đến để mà mình sống cái đời sống như vậy. Thì chúng tôi biết rằng có nhiều chùa người ta cho liền quý vị, nhiều chùa người ta cho liền. Và đời sống của chúng tôi như vậy đó thì cũng thiếu thốn. Mà có nghĩa là thí dụ như giờ chúng tôi lên, chúng tôi sinh hoạt quý vị ở trong Rung Quy Như Kỳ Viên này, chúng tôi từng một ngày như vậy đó, thì lâu lâu thì quý vị 1-2 tháng, 2-3 tháng quý vị nghe tin tức của chúng tôi thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái bình nước quý vị cũng cúng cái bình nước, thiếu 50 kg gạo quý vị cũng cúng 50 kg gạo, nó không có đói. Nhưng mà chúng tôi không thích sống cái đời sống đó, chúng tôi không thích sống cái đời sống đó. Tôi nghĩ rằng là nếu mình còn đủ sức là mình phải đứng ra để mà mình làm một cái chuyện gì đó có lợi ích cho nhiều người. Thí dụ như những người ta muốn đến đây để người ta công quả, mình cũng có chỗ cho người ta ở, người ta công quả. Người ta muốn đến đây để mà người ta tu tập thì mình cũng có chỗ cho người ta ăn rồi tu, ăn rồi tu thôi. Đó. Giờ đạo hữu đến đây muốn làm gì, để làm gì? Để công quả, rồi công quả phải không? Rồi làm giấy tờ kỹ càng đàng hoàng. Đó, với cái tâm nguyện như vậy, rồi vô ở ngay đó, hàng ngày xách cây chổi ra quét ở ngoài đó, hoặc là dọn dẹp ở cái khu đó. Rồi bây giờ đạo hữu muốn đến đây để làm gì? Để tu, tu tập. Rồi nhớ nha, làm giấy tờ đồ đàng hoàng. Rồi đạo hữu cứ coi như là ở trong ngay chỗ cái phòng này, đúng giờ lên tu, giờ căn bản của chùa là lên tu, rồi đúng cái giờ là mình phải đi xuống trai đường vân vân, đúng cái giờ ăn mình phải xuống trai đường, có mặt ở trai đường trước 5 phút hoặc là 10 phút, mình đi kinh hành ở đó cũng được, hoặc là mình làm những chuyện gì nhỏ nhỏ đó cũng được, rồi chúng ăn cơm mình sẽ ăn cơm chung. Đó thì chúng tôi thích cái cuộc sống nó hơn quý vị, thích cái cuộc sống mà gọi là chúng ta đồng tu, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thành ra chúng tôi mới nguyện những cái đời sống sau đó, nếu mà có vô trong cái cuộc xuất gia này á, thì phải đầy đủ học vị, đầy đủ quyền lực, xin đừng cho ai mà ngăn cản những cái tâm thiện của chúng tôi. Chỉ trừ mà chúng tôi có ác tâm thì lúc đó những vị Bồ Tát hoặc là những bậc trí hãy ngăn cản cái ác tâm để dùng chúng tôi. Còn nếu mà chúng tôi có mà phát tâm thiện lên, thí dụ như là một cái núi đó mà mình xẻ ở bên đây mà làm cái chỗ mà để người ta hành thiền, xẻ cái chỗ bên đây để mà cho những người cư sĩ người ta đến đó người ta học pháp, thì xin đừng cho một cái tác nhân nào mà ngăn cản cái chuyện thiện của tôi, của chúng tôi. Còn nếu mà chúng tôi khởi cái ác tâm lên, muốn chiếm đoạt cái gì đó của Tam Bảo, thì xin cho những vị Bồ Tát hoặc là những vị mà thiện tri thức hãy làm một cái điều gì đó cho chúng tôi kinh sợ, để chúng tôi rút lại cái ý ác của mình, cái ý bất thiện của mình. Thật sự quý vị biết rằng khi mà chúng tôi tạo phước rồi, chúng tôi nguyện vậy, mà chúng tôi thích cái cuộc sống đó rồi quý vị. Thật sự ra chúng tôi không có thích cái cuộc sống mà mình ở, mình như là mình thui thủi một mình, ai ngoài kia người ta sống kệ người ta chết kệ người ta vân vân.
Thành ra nó mình không có thích cuộc sống đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều đó nó cũng đầu tư vào cái gì nữa quý vị? Những cái điều mà chúng tôi kể cho quý vị nghe tuy rằng là thiện à, nhưng mà nó cũng vẫn còn, nó vẫn còn nằm ở trong tập đế nữa. Thành ra đúng là thật sự ra quý vị thấy rằng là chạy trời không khỏi nắng à, chạy trời không khỏi nắng đó. Thành ra quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đang có mặt hiện hữu này thì mỗi người đều có một cái, đều có một cái sự mà đầu tư à, đều có một cái sự đầu tư. Thì nếu ai may mắn thì mình đầu tư được những cái thiện pháp, những cái thiện pháp quý vị đó. Rồi nếu mà ai không may mắn thì coi như là sao quý vị? Đầu tư vô những cái ác nghiệp, đầu tư vô những cái ác nghiệp. Rồi một khi mà chúng ta đã nhúng tay vô những cái ác nghiệp đó rồi thì cái hậu quả tất nhiên là mình phải gánh chịu. Mình phải gánh chịu quý vị. Ai gánh chịu? Chính bản thân mình phải gánh chịu. Mà gánh chịu bằng cách nào? Gánh chịu bằng cách là mình sa đọ vào những cái ác thúc. Mà bên cạnh đó nếu mà mình có sanh lại làm người mình cũng phải chịu những cái ác nghiệp, những cái đắng cay, những cái ác nghiệp đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời của chúng ta có nhiều người mà tự nhiên thật sự ra nhiều khi mà mình đi học pháp mà mình cũng bị người ta ghét nữa. Có nghĩa là mình cũng phải gánh chịu những bên cạnh đó, tuy rằng mình không rơi vào ác thú đỏ xứ, nhưng mà mình được sanh lại làm người, nhưng mà mình cũng phải gánh chịu những cái đắng cay, những cái ác nghiệp ở trong cái cuộc đời này. Quý vị thấy rằng tôi thuyết pháp, chúng tôi kể cho quý vị nghe nhiều cái đoạn trường rồi, nhiều cái đoạn trường rồi. Quý vị thấy không? Có một cái cô gái sáng sớm ra thấy cái đó hoa sen nó nở nó đẹp, rồi coi như là lội xuống nước đó để hái cái đó hoa sen nó lên, rồi lên rồi để đó, rồi quay vô thấy ở trong nhà mình còn một ít gạo đồ này kia, rồi mình nấu cháo để mà ăn trong cái ngày hôm đó. Vừa nấu chín xong hết rồi bắt đầu thấy cái vị sư đó ôm mình bác đi ngang qua, ôm mình bác đi ngang qua. Xong rồi cái cô gái này thấy mình có lúc thì có tài sản, có được thức ăn vật thực mà không có gặp cái ông sư, lúc mà gặp ông sư thì lại không có vật thực gì hết. Thành ra bây giờ vừa có vật thực mà vừa gặp được cái vị sư đang trì bình khất thực nữa, thành ra sao đem lại cúng dường luôn, đem lại cúng dường luôn. Rồi sau khi cúng dường xong nó chưa có kịp chú nguyện gì hết, cái tự nhiên cái suy nghĩ thôi ông sư đó, ông lấy cái bông sen nó về để làm gì, ông tu hành mà còn bông hoa gì chi đó. Vừa suy nghĩ như vậy là kêu sư đứng lại chờ con xíu, rồi chạy lại sư cho con lại cái bông hoa này đi, rồi miệng nói tay chụp vô cái bông hoa giật ra khỏi cái bình bạc của vị sư đó. Thì tự nhiên cái quý vị thấy rằng bị phạm vô cái tội mà trộm cắp, phạm vô cái tội trộm cắp quý vị đó, bị dướng vào cái tội đó. Mà quý vị biết rằng sau này sanh ra sanh lại khi mà làm người, dù cho là người nam hay người nữ cũng vậy, hãy mà lập gia đình là bị bỏ, hãy mà người ta đem đồ đến để mà người ta gọi là cái gì đó hỏi cưới đi đính hôn gì đó, là coi như là cứ tới cái giai đoạn đó là bị người ta bỏ. Tới cái giai đoạn mà người ta đặt lễ vật trầu cao đồ này kia là bị bỏ đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh mới nói rằng là nó chỉ ảnh hưởng một chút xíu nghiệp thôi, ảnh hưởng một chút xíu nghiệp thôi mà phải chịu nhiều cái đoạn trường đó. Thành ra quý vị biết có nhiều khi chúng tôi đọc ở trong kinh đó, có mấy ngày đó, mà người ta chuyển ngữ đó, người ta viết rất là hay. Có những cái cuộc đời được lót gấm trải qua, có những cái cuộc đời phải sống theo nước mắt mà bể dâu mà tan thương, mấy vị viết rất là hay quý vị. Nhưng mà chúng tôi do cái sự nhớ nó có hạn thôi,
Thành ra diễn tả những cái câu đó không được. Quý vị biết có nhiều khi chúng tôi đọc hay quá, chúng tôi gán, chúng tôi nhớ. Đến chừng mà đi thuyết pháp, nhớ có mấy câu đó, còn chi pháp nó không nhớ. Thành ra sau này chúng tôi sợ, thôi, bây giờ mình hiểu cái chữ nào, mình nói cái chữ đó đi. Cái cuộc đời nó đau khổ, nó bi lị, thôi. Chứ không có nhớ những cái chữ như là cuộc đời tan thương bể dâu, nước mắt lệ rơi đầm đìa. Nhưng mà thật sự ra đó, những cái câu chuyện đó nó không phải ngoài lệ. Những cái câu chuyện đó là kể lên cuộc đời của những vị đệ tử của Đức Phật. Cuộc đời của những vị đệ tử của Đức Phật nha quý vị. Thành ra những cái trang sử đó là những cái trang sử mà cũng như là bất diệt, những cái trang sử mà anh hùng. Có nghĩa là có những vị mà đệ tử của Đức Phật là coi như là sanh ra là ở trong ba tòa lâu đài. Quý vị biết ngày xưa sao mà có ba tòa lâu đài không? Ở trong thời Ấn Độ mùa nóng nè, mùa lạnh nè và mùa mưa nè, có ba mùa đó rõ rệt. Thành ra mới có những cái nhà giàu á, những cái nhà mà vương giả đó, là coi như là phải có ba tòa lâu đài cho hoàng tử hay là công chúa tiểu thư gì ở trong đó. Hễ mà cái lâu đài đó kia mùa nóng quá, ba lâu đài đó có những cái chúng sanh, những cái vị mà đệ tử của Đức Phật á, là những vị Phật, quý vị biết rằng sanh ra trong cuộc đời đầy đủ mà lót gấm trải nhung, rồi sau đó gặp Đức Phật thuyết giảng ào ngay xong chứng đắc đạo quả luôn. Còn có những người, những đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy không, chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác, thân hình còn đâu. Đó, quý vị thấy rằng chồng chết rồi từ giã cái chỗ đó, ôm hai đứa con băng qua sông qua suối, rồi cũng bị nước cuốn trôi, rồi quạ nó gấp đi hai đứa con. Rồi bây giờ trở về thấy định muốn nương tựa cha mẹ mình với em trai của mình, mới từ đằng xa nó đến là thấy khói nó bốc lên, rồi hỏi người ta sao vậy, rồi nói đó hôm qua mưa gió nó sập nhà, chết hết những người trong nhà đó rồi, giờ bà con ở đó đi thiêu. Thành ra lúc đó mới thấy cái khói nó bốc lên, quý vị, rồi mới hỏi những người mà người ta đi ngược đường đó, thì người ta báo tin vậy, rồi nghe xong rồi điên loạn luôn. Thì chúng tôi nói thật sự ra thì nếu mà đối với bản thân mình mà mình gặp cái cảnh đó mình chịu không nổi. Đó, thành ra mấy vị mới viết lên, là mấy vị mà trưởng lão ở trong cái thời cận đại này mới viết lên những cái cuộc đời, có những cái cuộc đời tan thương bể dâu, phải sống với nước mắt đầm đìa này kia. Mà còn tả về Đức Phật thì thôi, trời ơi, có lúc ngày cứng như đá, có lúc ngày mềm như hoa, nhưng mà không nhớ nổi, không có học được những cái từ qua Mỹ đó. Thành ra chúng tôi không biết là hồi xưa chúng tôi tạo cái nghiệp gì đó, những cái câu nói mà nó giống như là rót mật vào tai á, nói không được, nói cái gì mà nó vui vui nó cứng cứng thì mình nói được, quý vị. Còn mà không, nhưng mà thật sự ra quý vị biết đó, khi mà tu tập đó là cái nghiệp nó cũng vơi bớt đi. Chứ hồi đó mà chúng tôi nói một câu là người ta nghe là coi như là người ta tức hẳn. Hồi đó mà ai mà muốn nổi bồ đề gai lên á, chúng tôi chọn một câu à. Cũng như đi mua đồ của người ta hỏi này nhiều mà rẻ nha, này nhiều rẻ. Nhiều người người ta bán đồ, người ta cứ trừng mắt mà ngó chúng tôi hoài. Đó, thôi trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói về cái tập đế này. Cái tập đế này á, thì coi như là cái nhân của nó và cái chi pháp của nó là tham ái. Tham ái
Mà mình nãy giờ là chúng tôi trình bày cho quý vị á, là nó chỉ tham, nó đầu tư ở trong cái cảnh dục này nè. À, đầu tư ở trong cảnh dục này thì có những người may mắn thì mình đầu tư được bằng những cái thiện pháp, nhưng mà nó vẫn cho ra cái kết quả là khổ đấy. Nó vẫn cho ra là cái kết quả là khổ đấy. Rồi có những cái người mà người ta cũng đầu tư, có nghĩa là người ta cũng làm lụng như mình, nhưng mà do người ta không có gần được những bậc thiện tri thức, thay vì mình á, mình làm những cái nghề nghiệp nó chân chánh, còn họ đó, họ làm những cái nghề nghiệp mà mua gian bán lận, nó đủ thứ hết. Quý vị thấy rằng á, bây giờ ở ngoài đời, quý vị biết không, nhiều khi á, quý vị đi ra ngoài đường á, quý vị thấy người ta buôn bán thì nó cực, nhưng mà khi mà mình đến gần mình mua đó, quý vị thấy á, có nhiều cái chuyện mà mình phải nói rằng những người này người ta bán trời mà không mờ thiên lôi. Có lần chúng tôi đi trên xe đó, Phật tử người ta thấy sầu riêng đồ ở đó nó ngon. Quý vị biết người ta cho xe tấp vô mua những cái trái sầu riêng đó. Giá cả người ta mua, người ta đâu có trả giá gì đâu quý vị. Rồi, quý vị biết rằng coi như là chỉ cái trái đó, người ta nói rồi, được rồi. Đó, người ta lấy trái sầu riêng, người ta bỏ vô bịch xốp. Quý vị thấy rõ ràng. Quý vị đứng, quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà xây qua xây lại ngó, người ta hỏi mua gì nữa không chị? Người ta chỉ ở cái bên đây mít này ngon nè. Mà quý vị biết rằng đổi hết những cái quá sẵn vậy, coi như là nó toàn là hư, toàn là đồ hư hết. Còn là đồ gì đâu, cháo hàng tại chỗ. Đó thì chúng tôi hỏi quý vị, cái đó mình có nghiệp không quý vị? Có nghiệp không? Có chứ sao không có quý vị? Quý vị biết rằng ngay cả những cái người mà người ta bán cá cũng vậy nữa. Bà ngồi đằng trước với bà ngồi đằng sau. Đó quý vị mua bỏ vô bọc đàng hoàng, bà ngồi đằng sau là bảo thấy hết. Bắt đầu là coi như bà ngồi đằng trước, bà thảy cái dèo cái là dăng về đằng sau, bà ngồi đằng sau thảy cái bịch khác lên đằng trước liền. Cá ươm đồ này kia. Đó, thành ra nó bất cứ một cái gì cũng vậy. Đó, thì quý vị nghĩ thật sự ra, chúng tôi muốn nói ở đây là chúng tôi nói rằng là cái lợi nhuận nó có chút xíu mà nó đem đến một cái tội lỗi nó quá nặng quý vị. Quý vị biết rằng ngay cả ở chùa chúng tôi cũng vậy. Có nhiều khi cái anh đi chợ đó, thì thật sự ra đó, ảnh cũng biết là ảnh là cũng dân dữ dằn. Thành ra nhiều khi ảnh mua đồ, ảnh nghĩ rằng người ta không có dám cáo của mình. Thì không dám cáo, nhưng mà người ta cũng trộn cái đồ gì mà nó ương, nó hư, rồi vô trộn chút xíu vô quý vị. Ví dụ như ký mình trộn vô 3 lạng, 4 lạng. Thành ra có nhiều khi quý vị biết không, ăn những cái, có lúc mà ăn những cái nấm, không biết ăn xong rồi sao mà quý vị biết là người của chúng tôi bắt đầu nó ngứa, người của chúng tôi nghĩ là gan nó yếu trước rồi, mà gặp mấy cái đó vô là nó ngứa liền à. Thành ra quý vị biết rằng lúc nào chúng tôi cũng có thuốc ngứa, có chúng tôi tìm được cái loại thuốc, cái viên thuốc rất là nhỏ mà hãy mà nói bị đai lên ngứa, uống vô cái là hết liền, nó không biết làm sao mà nó có 10 mg. Chúng tôi coi ở trên đó, cái thuốc đó có 10 mg mà không hiểu sao mà nó hay như vậy. Đó, thành ra đó, chúng tôi nói về những cái câu chuyện này đó. Thì quý vị không phải là mình khinh khi gì người ta, nhưng mà ở đây để cho mình biết mình có cái sự may mắn. Ủa sao biết hay vậy ta? Sao biết cái loại thuốc này giống y chữ? Trời ơi, mấy người này, ủa không lẽ ai cũng bị? Không lẽ ai cũng bị hả? Bữa chúng tôi vô phòng của mấy vị sư kia cũng có những cái sư uống thuốc này nữa quý vị. Rồi nay gặp Phật tử này cũng biết cái thuốc này nó ngộ ha. À, ngộ dữ ha. Sao nhiều người bị cái bệnh này quá. Đó. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta có được cái duyên lành gì đó. Chúng ta có cái tàm và quý. Chúng ta ghê sợ cái tội lỗi. Chúng ta ghê sợ cái tội lỗi. Thành ra ráng chúng ta mới có những cái nghề nghiệp nó đàng hoàng. Mà dù nghề nghiệp của mình xấu,
mà mình cũng có cái uy tín. Có nghĩa là thí dụ như mình làm cái nghề mua bán thịt đi, mua bán cá hoặc là mua bán thịt đi, chúng ta cũng vẫn giữ cái lập trường của chúng ta, cân đo đong đếm đầy đủ, không có làm thiếu hụt gì của ai hết. Cũng như quý vị thấy, quý vị biết không, cái núi Linh Thú ở bên Ấn Độ, tại sao mà chúng tôi thích lên trên đó để mà ngồi, để mà hành thiền ở trên đó quý vị? Thứ nhất á, là ngay chỗ đó nó mát, một cái không khí phải nói là nó trong lành. Mà bây giờ chúng tôi ở trong cái trú xứ của mình á, không có còn thấy cái không khí nó trong lành nữa. Thành ra khi mà ngồi trên cái núi Linh Thú đó, mình cảm nhận được cái không khí rất là trong lành. Mà mình ngồi mình nhớ lại ở trong kinh điển á, mình đọc á, là đối với ở trong kinh điển mà mình đọc á, là quý vị biết rằng là ở trong đó có nhiều cái kỷ niệm nhất. Ở trên cái núi Linh Thú đó, có nhiều cái kỷ niệm nhất quý vị. Là mình đọc ở trong kinh điển, quý vị thấy không? Có những chúng sanh, có những chúng sanh là coi như là thân hình trần truồng, mà mỗi lần mà ngồi á, thì phải ngồi lên cái biều giái của mình á. Cái chỗ này là trong kinh dịch vậy, là chúng tôi đọc như vậy nha, chứ chúng tôi không có nói vậy. Nó có nghĩa là cái chúng sanh đó là ngồi xếp bằng lên, mỗi lần mà ngồi á, là phải ngồi lên cái biều giái của mình. Có nghĩa là cái người đàn ông á, mà người ta có cái biều giái nó rất là, cái biều giái của cái người bình thường nó rất là nhỏ. Còn do những cái chúng sanh mà quan tham á, quan tham với là căn mua bán mà cân thiếu đồ này kia của người ta quý vị, thành ra cho chúng sanh cái do cái ác nghiệp đó mà cho cái chúng sanh đó là làm một cái chúng sanh ngã quỷ. Cái ngã quỷ đó mà quý vị biết là cái biểu giấy nó bự là bự luôn, mà mỗi lần phải ngồi lên đó khỏi ngồi ghế, khỏi lấy cái gì mà che mà để mà lót ngồi, khỏi nguyên cái biểu giấy nó lớn gì đó. Đó thì ở trong kinh mới nói rằng là những cái chúng sanh đó là do là coi như là ăn hối lộ, xử kiện thay trắng thì xử qua đen, đen thì xử qua trắng, vân vân. Đó là quý vị thấy rằng cái thời gian mà ở dưới địa ngục thì không nói, nhưng mà khi mà sanh lên làm cái lầu nhỏ quỷ thì như vậy đó. Rồi khi mà nếu mà đủ duyên lành mà được sanh lại làm người đó thì cũng còn phải chịu những cái đắng cay, những cái khắc nghiệt, những cái đắng cay, những cái khắc nghiệt đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà chúng ta có cái duyên lành, chúng ta gặp được cái Phật pháp thì chúng ta mới ngưng được những cái bất thiện nghiệp đó. Bị tuy rằng chúng ta vẫn còn nằm ở trong cái mô hình là tập đế để mà chúng ta tạo ra cái khổ đấy, nhưng mà cái khổ của chúng ta nó cũng có một cái phần nào đó chúng ta cũng còn đủ cái sức để chịu đựng. Đó là nói về cái tập đế là đầu tiên mà quý vị thấy là kama tanha, là dục ái. Rồi xong cái này rồi á, xong cái dục ái này rồi á, thì quý vị biết rằng là coi như là chúng ta hễ mà chúng ta hiện hữu nơi nào là chúng ta thỏa thích nơi đó. Đó thì ở trong kinh nói rằng là chúng ta tái sanh ở cảnh giới nào là chúng ta thỏa thích ở cảnh giới đó. Bây giờ khoan nói đến cái cảnh giới mà chúng ta tái sanh đi. Bây giờ đó, ở trong cái kiếp sống này của chúng mình, của tất cả chúng ta nè, quý vị thấy mình có hài lòng với cái kiếp sống mình không? Hài lòng sao không hài lòng quý vị? Chỉ có khi nào mà ai mà chọc mình quá, làm mình ghét quá, mình mới thấy thôi, tôi chắc là tôi niết bàn sớm. Tôi niết bàn sớm chứ thật sự ra giờ mà coi như là cơm lành canh ngọt, xuôi chiều mát mái rồi thôi. Đó thì quý vị thấy không, cũng hài lòng khi được làm người. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị nè, cái kiếp sống mà mình đang sống vậy nè, mình hài lòng không? Có nghĩa là quý vị vẫn đầu tư những ước mơ đó. Thành ra ở trong kinh á, thì Đức Phật nói á, hễ mà mình tái sanh chỗ nào thì mình thỏa thích chỗ đó, mình tái sanh chỗ nào là mình thỏa thích ở chỗ đó. Đó, hễ mà con dòi á, mà nó
nó tái sanh ở trong cái nước dơ đó, thì quý vị thấy rằng mình có vớt nó ra khỏi cái nước dơ đó, đó thì nó cũng bò vô trở lại. Con bọ hung nó sống ở trong cái đống phân thì quý vị mà có bắt nó ra, quý vị đem về mà quý vị nhốt nó ở trong cát mịn, cát trắng gì đó, nó cũng tìm đường để mà nó chui ra, nó về với những cái đống đất, những cái đống phân đó. Thì đối với cái loài mà côn trùng như vậy đó thì nó cũng vẫn thỏa thích với cái chỗ nó vừa tái sanh. Còn những con chim phi cả đồ này kia, quý vị thấy rằng nó sanh ra thì nó vẫn thích ở trên những cái cành cây chiền qua chiền lại rồi bắt những con sâu ăn. Rồi nó sau khi ăn rồi nó cũng hót líu lo như vậy. Thì con người của mình cũng vậy quý vị, con người của mình cũng vậy. Khi mà mình có mặt ở trong cuộc đời này thì mình cũng nghĩ rằng đó, ngày ngày mình đi làm, sau khi mình đi làm về rồi mình cũng ngồi nghỉ mệt ở trên cái ghế dựa đó, rồi mình cũng pha một ly nước cam uống, rồi mình cũng ngắm bầu trời hôm nay cao tuyệt, trong xanh đồ này kia. Nói chung là mình vẫn mê mẩn, mê mẩn ở trong cái cảnh giới đó. Đó cũng như hồi nãy chúng tôi thuyết cho quý vị nghe, Bồ Tát của mình sanh lên làm rồi rồng, rồi đang có cái tư tưởng là rất là buồn, đến nỗi mà có ý nghĩ là giống như là muốn tự sát. Nhưng mà lúc đó là các cái vị long nữ quá hiện thành những mỹ nữ để mà múa hát, rồi lúc đó rồng chúa thấy rồi đẹp quá, rồi cũng quá hiện thành một cái vị vua với thân hình vạm vỡ đồ này kia với những cái long nữ đó, quý vị thấy rằng. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta là do Ba La Mật nhắc nhở, chỉ hưởng một thời gian thôi là ngừng lại liền, bắt đầu là giữ bát quan trai giới tu tập, giữ bát quan trai giới tu tập để sanh lại làm người, sanh lên làm chư thiên, tiếp tục mà tu tập nữa đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng những cái điều này là để nhằm cái mục đích gì quý vị? Trong kinh nói là mình có mặt ở nơi nào là mình thỏa thích ở trong nơi đó. Bây giờ chúng tôi thật sự ra cái phòng của chúng tôi thì so với cái phòng của các vị thì nó cũng không có cao sang, nhưng mà hỏi thích không quý vị? Thích chứ. Thử mà giờ mà nằm mà bắt đầu đóng cửa lại rồi mở mới lạnh thôi, rồi có một dĩa dâu rồi đó ở đó, rồi với chén muối ớt rồi nằm chấm ăn, rồi vừa ăn vừa đọc sách thỏa thích liền. Thỏa thích liền, coi như nó cảm thấy nó vui liền. Mình không có nghĩ sanh già đau chết gì nữa, không có nghĩ bệnh hoạn sanh già đau chết gì hết đó, thì có nghĩa là mình quên đi, mình quên đi mà thay vào ở đó là thỏa thích ở trong cái kiếp sống đó. Đó thì từ ở trong cái kiếp sống này, đó từ ở trong cái kiếp sống này mình có những cái tập đế, có những cái tham ái, thành ra cái đó gọi là tập đế, để mà mình tạo ra cái kiếp sống khác. Thì khi mà chúng ta có cái kiếp sống khác á, dù cho lúc đó chúng ta là côn trùng, chúng ta cũng thỏa thích ở trong cái cảnh giới đó. Dù cho chúng ta là loài người, chúng ta cũng thỏa thích ở trong cái kiếp sống đó. Đó quý vị thấy không? Tình hình dịch bệnh vậy chứ, quý vị coi trên mạng coi, ai mà bán cái túi xách tay nó đẹp hay là dài cao gót nó đẹp gì cũng có người mua bình thường. Dịch bệnh kể nhé, nó chết gần tới nơi rồi, đói gần tới nơi rồi, nhưng mà đẹp là mua đồ đó, mặc vô đẹp là mua đó. Thành ra ai cũng thỏa thích trong cái kiếp sống đó, trong cái kiếp sống đó. Nhưng mà chỉ trừ khi nào quý vị tu tập, quý vị có cái phước tu tùy theo cái năng lực của mình. Cũng như quý vị thấy rằng giống như là cái thời kỳ mà chúng tôi đọc trong kinh điển, cái thời kỳ mà cách đây 1700 năm rồi đó, còn những vị sư mà ở bên xứ Tích Lan, khi mà các vị sư mà ăn trưa xong rồi, các vị đứng rửa cái bát của mình, có vị rửa rồi rồi nói chuyện rồi cười giỡn vân vân. Thành ra đó, ở trong đó có một vị tỳ kheo mới nhắc nhở này các hiền giả, các hiền giả chớ có phóng dật, chính bản thân tôi là coi như là cách đây ba kiếp, cách đây ba kiếp tôi cũng tu ở trong cái ngôi chùa này,
Cách đây ba kiếp tôi tu ở trong cái ngôi chùa này, mà do cái sự dễ vui của tôi, không biết làm những tu tập, không lo tu tập, không biết làm những cái công đức phước báo, thành ra ngay cái kiếp sống đó tôi chết, tôi mạng chung. Tôi sanh làm một cái lầu giả so, mà không có quần áo để mà che, để mà tránh được cái lạnh, rồi không có vật thực để ăn, rồi không có chú xứ để ở, phải chịu cái sự mà vừa lạnh, vừa đói, vừa khát, mà vừa không có chú xứ, suốt một kiếp làm giả so. Chịu đựng hết suốt một kiếp làm giả so đó, rồi sau khi đó mới chết, rồi mới tái sanh làm con thằng lằn, mà cũng ở trong ngôi chùa này, làm kiếp giả so cũng ở xung quanh ngôi chùa này, rồi làm con thằng lằn cũng sanh ở trong cái ngôi chùa này, rồi từ ở bên cái mái hiên của ngôi chùa để mà búng qua một cái cành cây, không may bị chặt cái cành cây, thành ra rớt xuống đất, rồi bể mình, cái con thằng lằn mà bị bể mình, nứt mình ra, rồi phải chịu đau đớn đến lúc mà chết thì thôi, đến lúc chết luôn, nó chứ không có ai mà đến cứu. Rồi cuối cùng bây giờ mới được sanh lại làm người, mà cũng sanh vô cái làng này, rồi lớn lên cũng được vô tu ở trong cái ngôi chùa này, tu ở trong ngôi chùa này. Đó, thì quý vị thấy rằng quanh quẩn cũng tái sanh vòng vòng ở trong những cái cảnh giới đó. Thành ra đó, cái vị đó mới nhắc nhở các vị đừng dễ vui. Tôi đã trải qua những cái kiếp sống đó, một cái sự mà đau đớn mà cục cùng, một cái sự đau đớn không thể tả nổi. Thành ra mong các hiền giả, mong các vị đừng dễ vui. Đó, thì chúng tôi nói ra những cái câu chuyện này để chi quý vị, để cho chúng ta biết được là chúng ta có được cái duyên lành, chúng ta do ta tu tập, thành ra có khi cái nghiệp nó ngăn cản, nó nhắc nhở chúng ta không có dễ vui, hoặc là do cái sự tu tập mà nhiều khi chúng ta sẽ làm gì quý vị, chúng ta sẽ có bậc thiện tri thức người ta nhắc nhở, thôi bà bán nhiêu đó được rồi, bà bán cái nghề đó sát sanh đó nha, bán nhiêu đó được rồi, thôi giờ nghỉ đi, mua người ta làm sẵn đi rồi về bán. Có nghĩa là cũng có cái người nào đó người ta tốt quý vị, người ta nhắc mình, thôi đừng có sát sanh nữa, thôi bây giờ xưa khổ quá rồi, bây giờ khổ quá là sát sanh, bây giờ cũng đủ ăn đủ mặc rồi, ngưng cái chuyện sát sanh, nó lại kiếm cái nghề nào, hoặc là mua đi bán lại đi, đừng có tự giết mổ được nữa. Có nghĩa là chúng tôi nói là nó tệ lắm, cũng có người lại nhắc mình, nhắc mình không làm được những cái thiện pháp lớn lao, nhưng mà nó cũng được những cái chuyện gì đó nó nhỏ nhỏ. Thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta ráng mà chúng ta tu tập á, thì nói một cách mà dân giả thì nó không bổ về ngang, nó cũng bổ về dọc, nó cũng được cái này được cái kia, quý vị. Thành ra cũng được người nhắc nhở, hoặc là tự cái nghiệp của mình nó nhắc nhở của mình để mà mình dừng lại. Thì như lúc đầu chúng tôi đã nói với vị là cái phần tập đế này thì nó dài mà gặp chúng tôi thì nó nhiều nó dài mà nó gặp chúng tôi thì nó nhiều. Thành ra đó là coi như là hồi sáng giờ chỉ giảng cho quý vị nghe về cái phần mà Kama Tanha. Tập đế này là ái tham, mà trong cái ái tham này thì nó có ba loại, là dục ái Kama Tanha, rồi hữu ái phá quá tanha, rồi viết phá quá tanha, có nghĩa là phi hữu ái đó. Mà quý vị thấy rằng mỗi cái ái nào nó cũng có cái sự thỏa thích. Hãy mà mình tái sanh chỗ nào, hãy mà mình bám được chỗ nào là mình thỏa thích chỗ đó đó. Con thằng lằn nó bám lên bức tường, vách tường là nó thích ở vách tường. Mà hãy mà con bò mà nó chui vô được đống phân là quý vị đừng có hòng mà móc nó ra, quý vị mà năn nỉ nó ra nó cũng không chịu đâu. Đó
là có nghĩa là ái này chẳng những đưa mình đi tái sanh, mà hãy mà mình tái sanh được chỗ nào rồi là mình thỏa thích chỗ đó. Đó, sáng giờ chúng tôi mới có giảng cho quý vị là dục ái kama tanha thôi. À, rồi mai mốt mà chúng ta học đến hữu ái phi hữu ái nữa. Đó, thì có thể là hữu ái với phi hữu ái thì chúng tôi gom lại cũng được, gom hai cái đó lại thành một buổi cũng được. Vậy thì bây giờ là thời gian có hết hay không hết gì, nhưng mà hơi của chúng tôi nó hết rồi. Thành ra chúng tôi xin được tạm dừng cái buổi thuyết giảng này. Và phá quá tanh ha, đúng rồi, phá quá tanh ha, nhưng mà cái chữ N nó có dấu chấm nặng ở dưới. Rồi, vậy thì bây giờ chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ha. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng cái phước này đến Hòa Thượng Ân Sư Giác Chánh, mong Ngài sẽ hưởng được cái phước này để tiếp tục bổ túc pháp độ của Ngài. Và cũng xin dâng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thát Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh Già So, những chúng sanh Phước Mặt, Phước Mài, chư thiên Chúa Diêm Vương, cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính. Sư, dạ con xin mời sư dùng ly trà ở trong phòng của sư. Con thấy sư nói một tiếng đồng hồ chắc hàng tiếng rồi. Dạ, chúng con xin tri ân sư đã giảng dạy cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay ạ. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể trở lại máy để có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con được không ạ? Con không biết sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không? Dạ sư không, con không thấy sư có mặt ở trước máy rồi. Như vậy thôi, Nguyên Như xin mời chư vị lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti quy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thình ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế cha cha mạnh cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha ya sa ra samba phu ta sukhita pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tân cha te sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm bồ thầm mắn thà ra chà bung gà la sang khô hô tu sa mắc gô. Qua anh thà ya cha hi ta ya cha âm hê răng khá tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô gúa thân sam ba bù nê ya ma thầm ma ri yam ba quê. Tị tê. Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta vô. Ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á ngà gá tề. Cà lề, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai.
Và Nguyên Như cũng xin kính xin dâng phần phước này cho đến dì của cho Nguyễn. Cả lớp cầu mong cho dì được thân tâm an lạc và dì có thể có những cái giây phút an lành để chuẩn bị. Dạ, con xin kính mời đạo tràng trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Chúng ta sẽ được học lớp vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Phật. Thank you.